Thưa quý vị và các bạn, để có một trình độ tiếng Anh chuẩn, cần phải có một địa chỉ học tiếng Anh có chất lượng, phải có người thầy có phương pháp dạy tốt. Trong chương trình Chìa khóa tương lai ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành đề cập tới vấn đề hiệu quả từ chương trình tiếng Anh học thuật tại Language Link. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Xin được hỏi cô giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Cô là một trong số những giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn học tiếng Anh. Theo cô, học sinh học môn tiếng Anh trong trường phổ thông cần phải đạt được những tiêu chuẩn gì, những kỹ năng gì? Học sinh mà để học tiếng Anh trong trường phổ thông với chúng ta bây giờ là cần phải làm tốt được đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tại vì 4 kỹ năng này nó bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Nếu như chúng ta cứ theo cái phong trào trước đây là chỉ dạy cho các em luyện về viết thì các em sẽ không nghe được, và khi các em không nghe được thì các em sẽ không nói được và các em sẽ càng tự ti. Và nếu như chỉ luyện viết mà lại không chú trọng tới kỹ năng đọc thì vốn từ của các em cũng sẽ càng ngày càng kém. Cho nên tôi nghĩ là phải dạy hài hòa cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong cùng một giờ học, chứ không phải là chúng ta tách riêng lẻ ra. Tức là trong một giờ học thì các em vừa được thực hành nói, vừa được thực hành nghe, vừa được thực hành đọc và vừa thực hành viết. Thì tôi nghĩ là đối với giáo viên chúng tôi sẽ phải vất vả hơn rất nhiều để làm cái chương trình dạy 4 kỹ năng cho hoàn hảo. Vâng, xin cảm ơn cô. Xin được hỏi đại diện cho giáo viên của Language Link, ông Javan. Như ông đã nói thì ông đến Việt Nam để hiểu học sinh Việt Nam hơn, biết được họ cần những gì và phải thay đổi những gì để có thể học tiếng Anh tốt hơn. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thay đổi như thế nào, đặc biệt là trong cái môi trường quốc tế ngày càng đòi hỏi cao hiện nay? Đối với tiếng Anh, bạn không thể chỉ học trong 2 giờ một tuần và chờ đợi sự thay đổi. Học tiếng Anh là sự rèn luyện và nỗ lực lâu dài. Tiếng Anh ngày nay giữ vai trò vô cùng quan trọng và là chìa khóa cho thành công trên những lĩnh vực khác. Tôi nghĩ một chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, nghĩa là tiếng Anh được giảng dạy ở các môn học khác, sẽ mang lại hiệu quả tích cực và giúp các em hòa nhập với môi trường quốc tế. Một môn học tiếng Anh tách biệt sẽ không hiệu quả bằng cả chương trình học được hệ thống và thiết kế hợp lý. Đặc biệt, cần có những hoạt động ngoại khóa khuyến khích các em học tiếng Anh. Các em có cơ hội được tập trung cùng nhau luyện tập và nói tiếng Anh giao tiếp một cách tự tin nhất. Bên cạnh đó, nên tổ chức những cuộc thi bằng tiếng Anh hay giao lưu với các bạn học sinh quốc tế. Các em được học tập tiếng Anh trong nhiều tình huống, có thể là chuẩn bị đi du học hay luyện thi IELTS. Ngôn ngữ là cửa sổ của nền văn hóa. Những hoạt động trên sẽ cung cấp kiến thức và xây dựng niềm đam mê học tiếng Anh cho các em. Những kỹ năng cần thiết trong môi trường quốc tế. Tôi muốn đề cập về khả năng vì nó mang tính tổng quát và phù hợp hơn khái niệm kỹ năng. Đầu tiên, đấy là sự tự giác trong học tập. Đó là yếu tố tiên quyết cho sự thành công trong môi trường quốc tế. Không những thế, các em cần có khả năng làm việc độc lập. Điều này rất khác ở Việt Nam. Ví như ở Australia, học sinh sẽ phải làm đến 80% công việc và 20% còn lại là nhiệm vụ truyền đạt từ giáo viên và gia đình. Các em cần tư duy độc lập. Các thầy cô giáo có thể sai và các em cần đưa ra ý kiến của mình và thảo luận. Mỗi học sinh cần tìm ra phương pháp học hiệu quả riêng cho mình và giáo viên sẽ hỗ trợ các em để phát triển điều đó. Cần có khả năng tư duy phản biện, phân tích, tập trung, sáng tạo, thảo luận. Các trường học nước ngoài, thầy cô có thể giả vờ nói sai để chờ đợi phản ứng từ học sinh. Chính những cuộc thảo luận trong môi trường học tập tích cực và chủ động sẽ giúp các em khám phá ra tài năng của bản thân, tự tin hơn cũng như tự điều chỉnh phương pháp học tập. Các em cần có trách nhiệm với bản thân mình, xác định được trọng tâm và có kế hoạch học tập hợp lý, không chỉ ở trên lớp mà khi về nhà. Nếu các học sinh không đạt điểm cao, gia đình hay thầy cô không nên chỉ trích hay làm các em hoảng sợ, cần khuyến khích và động viên các em để học tập tốt hơn. Thank you. Thưa cô Quỳnh, cô có thể cho biết một vài những cái sự thay đổi trong giáo trình cũng như là phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh trong trường Trung học Phổ thông hiện nay ạ? Sau khi thay sách giáo khoa thì hàng năm Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng có tổ chức những cái buổi hội thảo về phương pháp giảng dạy. Thì tôi thấy những cái buổi này nó rất là bổ ích cho giáo viên, bởi vì ở đây qua những cái buổi hội thảo nào chúng tôi sẽ định hướng được là mình sẽ chuẩn bị cái gì, dạy cái gì trong cái giờ dạy của mình, thì giáo viên họ sẽ chủ động hơn trong cái truyền thụ kiến thức cho học sinh. Ở đây tôi thấy là, tôi nói ví dụ khi dạy một kỹ năng nói cho các cháu thì giáo viên đầu tiên là phải vào gọi là encourage và motivate các cháu để cho tạo cái không khí nói tiếng Anh ở trong lớp, để cháu vượt qua các cái rào cản mặc cảm về ngôn ngữ, và các cháu sẽ mở những kiến thức và nói với thầy cô, kể cả những kiến thức sai không đúng thì tôi nghĩ là thầy cô cũng nên động viên khuyến khích để cho các con học. Tức là điều thứ nhất là giáo viên phải biết tạo được cái môi trường học tập
ở trong lớp, và thứ hai là biết động viên, khuyến khích và tìm ra được những cái điểm sáng ở các em, và từ đấy chúng ta sẽ nhân rộng lên thành một cái phong trào học tiếng Anh cho tốt. Và cái quan trọng ở đây nữa, tôi nghĩ là nhiệm vụ của chúng ta là phải dạy cho học sinh của chúng ta ngoại ngữ, nhưng mà phải sử dụng được ngoại ngữ. Tức là chúng ta không phải là dạy những kiến thức chết nằm ở đó, tức là các em biết cách chia động từ, câu này sẽ thế này, nhưng đến khi ra tình huống gặp người nước ngoài thì các em lại không nói được, không giao tiếp được, thì tôi nghĩ đấy là chúng ta thất bại. Mà cái thành công của chúng ta là phải giúp các em giao tiếp, sử dụng được ngôn ngữ, thì tôi nghĩ đấy là cái đích ở trong nhà trường, và cũng là đích mà chúng tôi đều mong muốn đạt được ở trong trường Trung học phổ thông Việt Đức nói riêng, cũng như trường Trung học phổ thông Khác nói chung. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau về chương trình tiếng Anh học thuật. Việc học và củng cố kiến thức để đạt được chứng chỉ IELTS TOEFL là điều kiện tiên quyết khi có ý định du học. Tuy nhiên, đôi khi vì quá tập trung vào ôn luyện mà học sinh quên mất phải chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho hành trang đến với giảng đường quốc tế của mình. Nếu phương pháp tiếp thu thích nghi chưa tốt, người học có thể bị động, không phát huy hết hiệu quả của những phương pháp giáo dục hiện đại. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả học tập và mục đích của chuyến du học. Chương trình tiếng Anh học thuật tại LanguageLink giúp học sinh cơ hội rèn luyện những kỹ năng không thể thiếu trong hành trang du học, và sự tiến bộ có thể nhìn thấy rõ. Với thiết kế dành riêng cho những học viên được chuẩn bị sẵn sàng để tham dự các kỳ thi IELTS và IBT TOEFL, chương trình tiếng Anh học thuật tại LanguageLink đáp ứng tối đa nhu cầu tăng tốc của các bạn với thời gian học là 3 tiếng một buổi và 3 buổi một tuần. Cường độ học tập cao không chỉ là một cơ hội để nâng dần tính kiên trì và khả năng chịu áp lực trong việc tự học sau này khi đi du học, mà còn giúp các bạn trẻ hình thành các phản xạ một cách nhanh chóng, liên tục và hiệu quả. Chương trình tiếng Anh học thuật được thiết kế còn dựa trên việc nắm bắt những yêu cầu khắt khe đối với các sinh viên có ý định đi du học. Chính vì thế, học tập tích cực chính là một trong các tiêu chí cũng như mục tiêu của chương trình này. Điểm đáng chú ý đối với không chỉ các em học sinh là việc học tiếng Anh không nên chỉ để đạt được điểm cao trong các kỳ thi ở trường hay để lấy các chứng chỉ quốc tế như IELTS TOEFL. Đó có thể là cái đích gần mà các em muốn đạt được, nhưng điều quan trọng nhất là các em cần rèn luyện phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và tư duy phản biện để sau này thành công trong học tập và làm việc được trong môi trường quốc tế. Đó là những kỹ năng lâu bền và nền tảng tư duy độc lập để các em học sinh có thể thành công trong bất kỳ môi trường giống nào. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất khi chúng tôi thiết kế chương trình học tiếng Anh học thuật tại LanguageLink dành riêng cho học sinh Việt Nam bậc trung học phổ thông. Xuất phát từ những khó khăn thực tế học sinh du học vẫn gặp phải do áp lực tự học và làm việc nhóm với cường độ căng thẳng, chương trình tiếng Anh học thuật của LanguageLink giúp hình thành kỹ năng học và tự học thông qua việc tham gia tích cực, chủ động các hoạt động trên lớp, qua đó phát triển tư duy phản biện và phản xạ của học viên. Đây là hai khía cạnh cơ bản hình thành nền tảng ngôn ngữ ứng dụng thay vì ngôn ngữ thụ động chỉ được hình thành bề nổi sau mỗi khóa học. Học sinh có khả năng vượt qua những hạn chế về ngôn ngữ để đối diện với việc đọc và tra cứu một khối lượng sách vở khổng lồ, cũng như tự tin hơn trong việc viết các bài tiểu luận, trong các hoạt động thảo luận nhóm và thuyết trình, giảm thiểu những lỗi diễn đạt thông thường. Sau khóa học, các em hoàn toàn có thể tự tin để thành công trên các giảng đường quốc tế. Theo em thấy thì cái tiết học này so với các tiết học ở trường nó khác nhau rất là nhiều. Và cái chủ yếu là cái sự giao tiếp với người bản xứ, người nước ngoài thì ở trường không thể có được. Mà khi theo em là việc học tiếng Anh này, sau này nó sẽ phục vụ cho công việc của mình, mà không có được cái kỹ năng giao tiếp thì nó sẽ rất khó để nhận được một công việc tốt. Đặc điểm học sinh của trường Việt Đức là học sinh thủ đô, và cái mong muốn của các em cũng như là mong muốn của phụ huynh là rất nhiều các em sẽ tiến tới là sẽ tiếp tục với việc học tập ở nước ngoài. Vì vậy nên tiếng Anh học thuật là rất là cần thiết cho các em tiếp cận dần, và các em sẽ làm quen và các em không bỡ ngỡ khi mà các em đi học ở nước ngoài. Với đội ngũ giảng viên bản ngữ trong tất cả các giờ học cũng sẽ là một cơ hội để các học sinh thích ứng dần với phong cách giảng dạy, tư duy nghiên cứu của một ngôn ngữ khác. Đồng thời học sinh sẽ xây dựng nền tảng văn hóa ngôn ngữ vững chắc cho mình. Bên cạnh việc hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trải qua khóa học này, học sinh được trải nghiệm trong một môi trường học tập quốc tế thực sự năng động và hiện đại. Họ sẽ không còn bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường sống và học tập mới khi đi du học. Học sinh khóa học còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa phong phú do LanguageLink tổ chức để phát triển kỹ năng sống, tìm hiểu văn hóa thế giới và kết nối với bạn bè. Tiếng Anh học thuật của LanguageLink cũng là chương trình duy nhất tại Việt Nam liên thông với chương trình dự bị đại học quốc tế của hơn 60 trường đại học hàng đầu từ Anh, Mỹ, Canada, Australia và nhiều quốc gia khác.
Chương trình Chìa khóa tương lai tuần này với chủ đề Chương trình dạy và học tiếng Anh học thuật tại Lê Quốc Linh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cộng tác và theo dõi chương trình.